Một ngày đầu tuần nữa các bạn, tất cả những may mắn, thành công và sức khỏe, nói chung những gì tốt đẹp đến, mình hy vọng là đến với tất cả mọi người. Đó là lời chúc rất là quen thuộc trong mỗi clip, tại vì chữ nghĩa không nhiều nên không biết chúc sao luôn. Các bạn có thể nghe nhàm chán nhưng mà dù vậy đó cũng là cái tấm lòng của mình. Và clip hôm nay chỉ là xem cho vui thôi các bạn. Những cái bước cắt, những cái gì trong clip mà nói chung nó quá nhàm đi, nó quen thuộc với mọi người quá rồi. Và để cái chắc tóc này, đây cái này là cắt ở chỗ khác, các bạn thấy cái vách này là bị mớp vô ha. Các bạn để ý một chút thì nó sẽ bị mớp vô, đây rất là rõ ràng ha. Tóc này thì mình chỉ nói cái phần này thôi, thì cái phần ở phía sau gáy là cái tóc nó bị, nói chung là cái nó sao sao mình không biết được, do đội nón hay là bị cái gì mà mình sấy cho nó xẹp xuống, nó không xẹp nổi, nó có một cái vợn nhỏ thôi. Rồi không nói tới tóc nữa, nói chung là nó quá quen này. Chứ cái thực chất nếu mà cái tóc này mà cái trạng thái mà tóc dài cắt lên rất là đẹp, nhưng mà mình chỉ tiếc một cái là cái vách này, đây các bạn thấy đấy, bị mớp thôi. Và phần bên đây cũng lấy lên rất là cạo này, nhưng mà bên đây không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng gì mấy ha, cũng thường thôi. Trong cái tương lai tới và cái dự định nữa, các bạn nói ra các bạn đừng cười mình, mình sẽ lập riêng một cái kênh về nhạc chế ha. Đấy, nhạc tất cả những bản nhạc đó là do chính mình sáng tác rồi. Đấy. Hát cho vui thôi. Nhưng mà cũng lập kênh đâu như ai vậy. Nhưng mà có lẽ là sẽ rảnh là mình live hát chơi thì vui thôi. Thường thường là nói là hát hay không mà hay hát đấy. Anh hát hay nhưng mà lâu lâu anh hát một bài, còn tôi hay hát, tôi hát hoài. Có vậy cái dòng về cái dòng tóc phây này không cần các bạn bấm cái khung, nó khung tròn khung vuông hay là khung nhọn khung méo như thế nào, nhưng mà cái điều quan trọng theo như mình nghĩ ha, là các bạn khi mà bấm khung cái bước đầu tiên này, các bạn nên canh cho nó ngay ha. Nó ngay thì cái tóc khi các bạn cắt lên nó sẽ chuẩn hơn, và mình phá nó cũng, nói chung là nó tương đối nó đều hơn khi mà mình bấm xà bần á. Xà bần nghĩa là lộn xộn, bấm ở chỗ cao chỗ thấp thì khi mình cắt lên thì mình có đó tự mình tạo khó cho mình thôi. Cái này hình như mình nói thì nó hơi thừa thãi, nhưng mà tại không nói để clip im không có gì để nói. Còn riêng gì cái clip mà tóc bung mình up hôm qua, bạn nào xem rồi các bạn thấy còn còn một cái nữa, nhưng mà mình sơ ý ha, còn cái kia nó bung cũng dữ lắm á, và cái chắc tóc nó cũng tương đối, nó có một vết rất là khó cắt, cắt lên nó sẽ dựng. Để hôm nào hứa nó lại để mình sẽ quay clip nó tỉ mỉ hơn. Các bạn nếu không phiền, các bạn có thể subscribe cái kênh của mình để ủng hộ ha. Và cái quan trọng là ở những cái clip nào mình up lên cái gì mà các bạn thắc mắc đó thì mọi người có thể xem được liền. Zalo với Facebook đó mình có để từ đầu đến đuôi trên màn hình đó, từ đầu đến cuối đó, có clip thì mình cũng cắt ngang một ít. Các bạn xem, các bạn chú ý các bạn thấy ha, tại vì cũng có nếu bây giờ cũng có một vài bạn hỏi ở cái link Facebook tên gì để mình cũng nói rõ vấn đề đó rồi, rất là ít. Có lẽ người ta xem nhưng mình là sơ ý thôi. Có một cái nhận xét thôi, có một cái ý kiến nó để coi mình nói như thế nào. Có một bạn cũng có nghĩa là hình như là chỉ mà không biết nói sao luôn đó thôi. Các bạn nói sao, nói chung là bạn nó clip nào cũng, bạn nó cũng coi hết, up fail nào cũng mà nhận xét rất là vui. Nhưng mà có một điều như thế này, có nghĩa là mà có nghĩa là trước khi mình lập cái kênh thì mình không có hiểu, tại vì mình đâu có giao lưu với anh chị em cái ngành tóc Việt của mình đâu. Đấy thì
mình thực chất mình không nghĩ ra là cắt cắt cái dòng tóc chân phương mà nó cắt bằng cử các bạn. Cái đó là mình không nghĩ ra, mà từ khi mà lên mạng rồi giao lưu chia sẻ với mọi người mình mới biết là rất là nhiều anh chị em người ta cắt chân phương bằng cử, người ta làm dụng cử quá nhiều đi. Các bạn thừa biết rồi, mình từng nói vấn đề này nó nhiều rồi. Cái đó là quan trọng là cách cắt của mỗi người thôi. Nhưng mà nếu mình đúng đúng về cắt tóc mà chân phương tóc chạy đó thì cắt bằng lược ha các bạn. Các bạn cứ nghĩ đi, cái tóc chải nó cũng cần có cái hiệu ứng như là cái tóc phây thôi chứ không có gì, nhưng mà hiệu ứng nó là cái hiệu ứng nó rất là nhạt, nó không có rõ như cái kia, nhưng mà các bạn nhìn nó vẫn có cái hiệu ứng, ở dưới nó vẫn đều đều từ 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 lên. Còn khi mà các chân phương mà các bạn lắp cái cử giả sử số 1 3 mm thì các bạn ủi tới đâu thì từ dưới lên tới cái chỗ cái đỉnh đó thì nó vẫn là 3 mm. Một số người thì theo mình thấy thấy thực tế, một số người khi mà ủi xong vậy cái người ta vấn diện người ta cạo luôn, các bạn thấy nó tóc nhìn nó rất là thô đấy. Cái cử 3 mm khi mà các bạn chấn ngang các bạn cạo rất là thô, thực chất rất là thô ha. Còn hoặc giả nếu mà không chấn cạo đó thì nghe vẫn cầm gây tông vẫn phá ở dưới chân cho nó trắng lại, cho nó trắng nhiều hay trắng ít thì tùy thôi. Nhưng mà nếu mà đúng mà nói thì cắt như vậy thì nó không có mang cái tính, nếu mà không muốn nói là cái tính chuyên nghiệp, tại vì mình không có chuyên nghiệp gì chứ. Nhưng mà nếu mà những người mà người ta biết, người ta sẽ đánh 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 giá như vậy, theo mình nghĩ như vậy ha, chứ không phải mình nói như vậy là nó không chuyên nghiệp, theo mình nghĩ thôi. Cái gì mà anh em thắc mắc ở đó thì cứ cứ nhắn qua Facebook, giả Zalo ha, thì thời gian rảnh mình sẽ trả lời hết, các bạn yên tâm ha. Các bạn đừng có nhắn tin qua điện thoại, tại vì hình như mình có nói một lần rồi, tài khoản trong điện thoại lúc nào nó cũng hiếm khi nào mà đường tin nhắn lắm. Nói chung là không có tiền để nạp tiền đâu. Nên cũng nhiều tin nhắn anh em đã gửi nhưng mình không có nhắn trả lời lại. Thì mình biết cũng chắc chắn là những cái người đó cũng là xem trên YouTube rồi thấy cái số điện thoại mình rồi nhắn như vậy. Thì chỉ bằng các bạn nhắn thẳng vô Zalo hoặc Facebook ha. Còn điện thì lắm lúc nghe được, lắm lúc không. Các bạn cũng thông cảm được đó, một số anh em người ta không hiểu, người ta nói chỉnh chó chỉnh chim hay như là mà điện mất máy đấy. Thì chắc không phải. Nhiều khi điện bắt máy không kịp, hoặc giả là đang sạc pin hay là đi đâu đó rồi không hay, nó chứ không có gì. Đấy, còn về cái những cái dòng phay này, các bạn thấy cái nhà điển hình này, phay thì low phay, mid phay, high phay, top bơ phay hay là hai tấp bơ hay là bon tấp bơ hay nói chung là quá trời bơ nhiều luôn. Nên thì những cái dòng, nói chung là những dòng phay thì bắt buộc phải dùng cử thôi. Chứ nếu mà anh chị nào mà cái trình nó cao nữa thì vẫn có quyền bấm khung cạo trắng xong rồi vẫn không dùng cử. Bây giờ hôm nào mình nổi điên lên mình sẽ làm một clip mình cắt phay không có khó sử dụng cử, thử coi cái hiệu ứng nó như thế nào này. Cắt chỉ là bằng tông lược từ đầu tới đuôi luôn. Mình hứa sẽ có một clip riêng về cắt như thế ha. Đẹp hay xấu thì chưa chưa hình dung được. Còn tại vì cái tóc của mình, các bạn thấy cắt mấy bữa trước đó thì nó hơi bị lỗi một tí nên không có úp úp lên, thiên hạ nó cười thúi đầu, không có xà bông nào đâu gội thơm lại được nên không có úp. Để cho nó ra là để mình cắt là mình nấp nè các bạn xem cho vui thôi. Đấy giờ rồi, như mình đã từng nói rồi, cũng mình cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả anh chị em cũng như là mọi người nào mà quan tâm đến mình, nhất là những cái anh chị em nào mà ở Sài Gòn hay miền Đông miền Tây vậy đó, đợi mình để mà lên Sài Gòn mở tiệm học như cái dự định là trong tháng 8 tới đó, nhưng mà có trục trặc các bạn nên năm nay mình không lên được, sang năm lên, nhưng mà mình không có nói nữa, mình không nói là ở tháng nào nữa, khi nào mà nhất định mình lên rồi
trang trí rồi chuẩn bị chính thức mà mở cái tiệm đó mình sẽ thông báo ha. Chứ không thôi như gì mang nhục với thiên hạ quá trời đi. Rất rất là ngại ha, thật chất bản thân mình cũng rất là buồn. Nhưng mà có cái vấn đề ngoài ý muốn đó nên mình gửi một cái lời xin lỗi rất rất là chân thành đến những anh chị em nào mà vậy đó. Chứ mình không có nói nữa, nói tới đâu ngại chết tới đó luôn. Đây rồi, hiện tại thì nói chung ở đây tới Tết là nó tầm khoảng là để coi 7 tháng đi. Mình tính 7 tháng là không nhiều. Đây thì anh chị em nào mà thích mà muốn mà không có chơi cái trại nó nghèo, nó cùi bắp cùi mía hay cùi lự cùi gì đây thì các bạn có thể đến mình học ha. Cơ bản hay nâng cao hay nói chung là tất cả những cái gì mình biết đó mình sẽ dạy. Để các bạn cứ liên hệ thẳng với mình ha, qua Zalo, Facebook hay là số điện thoại cũng được, nhưng tuyệt đối các bạn đừng nhắn tin, tại vì mình nói rồi, điện thoại mình không có tiền. Thì đây tới nói chung đây tới Tết thì dư dư sức là để mà ra ngày, cho dù đó là chưa bao giờ học cắt tóc ha. Bắt đầu bớt vô những từ cơ bản đó thì các bạn sẽ dư sức mở tiệm trước Tết đấy. Thời gian các bạn biết rồi. Cái gì đứng lại cho thời gian không bao giờ đứng lại ha. Đồng hồ nó hết pin đi chăng nữa thì nghe cũng thay pin, nó vẫn chạy bình thường đúng cái quy tắc của nó thôi. Nên mỗi ngày nó qua một ngày và có một cái khác của cả một ngày. Thì nếu mà các bạn thật sự thích, các bạn đam mê, các bạn cứ liên hệ với mình ha. Nó không có cái gì. Các bạn học sớm ngày nào thì các bạn sẽ biết được ngày ấy, thế thôi. Để mình rất là hoan nghênh, mình rất nói chung là rất là vui khi mà ai mà đến chỗ mình học đó. Thì các bạn biết rồi, xem kênh cũng biết rồi, xem là một lẻ, còn cái thực tế ngoài thì nó rất là khác biệt. Còn cái giá mà cái học phí thì nó nhẹ hiều quá, mà nói chung nó quá nhẹ đi. Đây mà cái vấn đề học phí nó không có gọi là cái gì hết. Các bạn bỏ ra vài triệu để các bạn có một cái nghề, ít nhất là nuôi sống bản thân mình. Nếu thực sự các bạn đam mê, nó sẽ theo mình tới già tới chết, tới khi nào mà mắt mờ tay rung, nếu lúc đó là nghỉ làm ha, lúc đó đổi sang hướng khác, nó chắc làm ông làm bà rồi, ông nội ông ngoại gì rồi thì ngồi hưởng phước thôi. Nhưng mà mình quan trọng mình nói là các bạn học nghề thì mình cũng có cái tiền để mà trang trải cuộc sống này, đổi lại các bạn cũng có được một cái nghề để đôi bên cùng có lợi, anh em ta cùng nhau vươn lên. Đây nhưng mình nói rõ các bạn, nếu mà xem clip này các bạn thấy nếu mà thích thì các bạn liên hệ với mình ha. Và sau khi một hồi mà nhiều chuyện kề cái miệng vô cái điện thoại nói chuyện không có nhìn thấy màn hình, và sau đây là nhân vật nguy hiểm nó xuất hiện này, các bạn thấy này, đây rất rất đơn giản ha, đơn giản thôi không có gì. Đấy, camera thường rất bình thường, các bạn có thể xem và thông cảm ha. Điều kiện mình nói chung là chưa chưa có đầy đủ gì mấy nè, mà lại nghe ra cái trại bây giờ cũng còn chỗ sập chỗ lún sập bằng hết trơn. Đây thì qua clip này là các bạn chỉ xem cho vui thôi chứ nó không có gì hay. Nói chung những kiểu tóc mình nó quá nhờn, nó quá quen thuộc đi đấy. Thì cái điều mình muốn gửi đến tất cả mọi người, trước tiên là cái lời xin lỗi về những cái lời mà những cái dự định mình tính lên đó nhưng mà không lên được trong năm nay rồi. Thì anh chị em nếu mà chờ không được thì các bạn có thể tìm những cái nơi nào mình thích hợp, mình thích là mình cứ học thoải mái ha, mình rất là ủng hộ hai tay hai chân luôn nè. Còn nếu mà anh chị em nào mà thích đó thì cứ đến với mình bây giờ hoặc là thời gian tới cũng được, nhưng mà bây giờ thì nó tốt hơn. Học ở quê thì cái khả năng các bạn tiếp xúc trên tóc thật nó rất là nhanh. Giờ sau đây là hết thời gian rồi. Để có thời gian nào clip nào đó mình sẽ quay mình nói tiếp với các bạn. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái đến đây, xin nói chào tạm biệt.